trai mà nhìn cái mặt nó điểu điểu em không thích, điểu điểu gian gian em không thích. Hello. Bạn quê đâu? Dạ, em hình như là cùng quê với bạn đó, bạn đó cũng Quảng Ngãi phải không anh? Quảng Ngãi luôn. Dạ. Bạn cũng Quảng Ngãi luôn. Dạ. Vậy là hợp đấy. Tết này mình về quê được chung rồi đó. Hai con trâu về. Hai con trâu. Rồi. Còn bạn ở Quảng Ngãi nha, bạn ở đâu? Dạ, em ở Nghĩa Hành, còn anh ở đâu? Ủa, Hành gì? Dạ, Hành Trung. À, gần nhà mình luôn, cùng mình với bạn. Ôi từ từ. Coi chừng kiểm tra của bà con không nha. Không ngồi tôi không nghe thẹn gặp lại lần nữa. Cái này là em bắt sống được rồi anh ạ. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phô. Kim Phô. À, Phi Kim Phô hả? Đúng rồi. Lạ ta. À, Phô hôm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? 29 tuổi. Ủa, nhưng mà tôi hỏi lạ rồi. Cái chữ Kim Phô đó bạn biết sao mà gia đình mình đặt là Phô không bạn? Theo như ba em nói á, là theo cái tiếng gì á, Kim Phô có nghĩa là con trâu nước. Tại em tuổi Sửu, cho nên á là kêu con trâu nước thì trên bờ sống không được mà ở dưới nước cũng sống không được. Là dễ sống. Dạ. Vậy là làm biến lắm này nè ha. Có đâu chị, làm xiên chứ con trâu làm xiên lắm á chị. Trâu làm xiên lắm hả? Dạ. Hiện giờ Phô đang công tác ở đâu, đang làm gì? Dạ, em đang làm kế toán của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Rồi, bạn trai, bạn tên gì? Dạ, em tên là Khoa, Đào Ngọc Khoa. À, hiện em đang làm kế toán cho công ty dược ở quận 10. Cùng kế toán luôn. Kế toán luôn. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em tuổi con trâu. Trời ơi, một cặp trâu nằm nước luôn ha. Mà hồi trước giờ mình có bạn trai chưa? Có yêu chính thức là một người rồi, còn một vài người thì đang giai đoạn tìm hiểu, tìm hoài mà chưa có hiểu cho nên dừng lại. À, hiện tại bây giờ là đang dừng lại hết rồi phải không? Bây giờ là đang bắt đầu đi tìm cái mới phải không? Dạ. À, em muốn tìm cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Tại em hơi bé, em hơi thấp cho nên em thích người cao khoảng 1m65 trở lên. Ăn mặc thì gọn gàng sạch sẽ là được. Em không có thích mấy người mà bụng bự. Sao lại không thích bụng bự? Nhậu á chị, không thường nhậu, bụng như là bụng mỡ. Bia đó. Dạ, ha, không dạ. Thích ha. Vụ này tôi nghe quen quen ta. Mặt điểu. Quen lắm luôn à. Mặt điểu là dạ. Sao, mặt sao là điểu? Con trai mà nhìn cái mặt nó điểu điểu em không thích, điểu điểu gian gian em không thích. Bây giờ bạn nghe bạn gái bên kia nói rồi, bạn cảm nhận như thế nào nè? Thì em cũng cảm nhận được có thể là bà bên kia hiền. Hiền. Nói chung chắc cũng có thể là dễ thương. Dạ, dạ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng đã từng là trải qua 2 mối tình. Lần đầu thì yêu nhau cũng hơn 1 năm. Và sau đó thì cũng chia tay. Lần thứ 2 thì được hơn 2 năm. Rồi cũng chia tay cách đây cũng được 8 tháng à. Lý do tại sao chia tay? Thì cái do người ta chủ động chia tay với em thì... Nếu ta không chia tay thì sao? Thì chắc có thể là cuối năm nay. À, tức là bạn không có chủ động trong 2 cuộc tình, bạn không chủ động chia tay luôn. Dạ, cái mối tình đầu tiên thì em chủ động chia tay. Còn mối tình thứ 2 thì bị chia tay. Ờ, đúng rồi, ăn miếng trả miếng thôi. Dạ đúng rồi. Đầu tiên bạn chia tay người ta lần sau, người ta chia tay bạn lần sau nữa, hai người tự chia tay. Chia tay cái cảnh độc thân để mà mình tiến tới hôn nhân. Đúng rồi, tiêu chuẩn người yêu của bạn như thế nào? Thì tiêu chuẩn người yêu của em thì cũng đơn giản lắm. Nói chung là ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút. Cao thì 1m55 trở lên là được. Đừng có xe xua hay là đuôi đòi vậy mà được. Đặc biệt là được cái sơ móng tay đó lè đó lét là được. Ủa sơ móng tay là mất mới gì mất đó, bên đây đó lè đó lét nhưng mà chị Tường đi làm như mình có kế toán á, người ta có nói mình có khô khan quá không? Ai cũng nói kế toán khô khan nhưng mà em thấy theo em thì sao? Em không có khô khan. Không có khô khan. Dạ. Em có sở thích gì? Em năng khiếu gì không? Dạ, em sở thích thì em có nhiều lắm chị. Thích đi du lịch, thích đi chơi, thích đi xem phim, thích đi ăn uống, thích hát karaoke. Dạ. Hát hay không? Dạ, theo nhiều người nói thì cũng được. Cũng được đâu, thử là làm thử một khúc coi cho để mình chứng tỏ là mình kế toán mình không có khô khan. Còn thương rau đắng mọc sau hè. Rồi. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, khói khói đốm đồng để ngâm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, kêu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu hè. Ba da miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Em hát cái gì thôi nha. Nãy giờ thấy nhếp nhép miệng muốn hát rồi nè. Đáp trả bài thử đi. Tới chương trình hôm nay thì em thấy bạn kia hát hay quá. Em cũng hát nhưng mà hát không có hay lắm. Nhưng mà em cũng xin hát lại một bài là bài Vì Đó Là Em. Yeah.
Rung, em rung quá. 2, 3. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngay. Rồi, bạn giỏi biết luôn. Rồi, để tôi đưa bạn vô thi chương trình bạn có thực tài. Hỏi biết luôn. Bạn là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Dạ. Hình như bạn là một người hết sức nhút nhát đúng không? Dạ, nói chung cũng vậy. Ví dụ như bây giờ tập này thì em nhát, nhưng mà lần sau, tập sau mà em lên nữa chắc em nhát. Thôi. Nhưng mà tôi hỏi bạn, nếu bạn nhát như vậy thì cái nụ hôn đầu tiên của bạn á, bạn rung thế nào? Thì nói chung là nó cũng phê phê. Phê. Thì là thành nhưng công mà, rồi. Nhưng mà nhào vô hôn liền hay sao? Xin hay là? Dạ không, phải xin trước. Lén hay sao? Chứ không xin là ăn tát liền anh. Xin sao bạn nói sao bạn không thì được? Thì kêu là em ơi cho anh hôn miếng. Rồi bạn gái nói sao? Thì bạn gái im lặng là mình hôn thôi. Ủa, chưa cho phép luôn. Im lặng mình đồng ý rồi. Là nhào vô hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó làm tới luôn. Dạ hôn thôi chứ đâu làm gì đâu anh. Xin là hôn thì người ta cho hôn hôn thôi chứ làm tới gì. Em muốn vợ chưa? Dạ nói chung là em cũng muốn. Muốn chưa, chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi, gặp nếu mà được cưới liền không? Dạ được, nhưng mà cũng phải tìm hiểu được thời gian. Bao lâu mới cưới? Thì khoảng ít nhất là 6 tháng cho anh để anh hiểu nhau đi, lỡ mềm lộn nhau mệt lắm. Trời ơi, đúng lộn làm gì cũng lộn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem mặt để coi kiểm tra được không, cho gặp luôn. Hello. Bạn quê ở đâu? Dạ em hình như là cùng quê với bạn đó cũng Quảng Ngãi phải không anh? Quảng Ngãi luôn. Dạ. Bạn cũng Quảng Ngãi luôn. Dạ. Vậy là hợp đấy. Tết này mình về quê được chung rồi đó. Hai con trâu về. Hai con trâu. Rồi. Với hai con trâu về có đổi nhau không? Thích bên kia khoảng 1m65 hả em? Không có được thích bụng bự đúng không? Em chào chị. À, chào bạn. Được. Nãy giờ còn rung á. Được, lát nhớ xin nha. Xin chứ chị. Xin. À rồi. Nhớ không, nha. Chưa. Để từ từ chứ chị. Chứ xin liền người ta bỏ mà chạy mất chứ sao? Ví dụ như họ không cần xin mà người ta tự cho luôn sao? Ờ, cái đó thì được ạ. Được ha. Dạ. Cặp cao nước này được. To lắm nha, chuẩn bị tinh thần đi đó. Nhưng mà hôm nay cũng vạm vỡ đâu, đứng lên coi coi cao mấy 65 không? Dạ em cao mấy. Được. Cao à. Được. Cao chắc hơn tôi à. Được. Dư sức khiêng em về Quảng Ngãi. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi Linh ơi. Rồi xin mời màn kéo lên. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. À, cái tay mình tặng bạn. Dạ. Ủa mà bạn em Quảng Ngãi nha, bạn ở đâu? Dạ em ở Nghĩa Hành, còn anh ở đâu? Ủa Hành gì? Dạ Hành Trung. À gần nhà mình luôn, cùng mình với bạn. Từ từ. Coi chừng kiểm tra có bà con không nha. À, cái này không có đâu. À, em họ Đào, bạn này họ Nguyễn nha. À, con trai miền Trung thì rất là gia trưởng. Anh có gia trưởng không? Không, mình thì không có gia trưởng, nói chung có xíu xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Anh có nhậu nhẹt, hút thuốc lá rồi cờ bạc gì không? Cờ thì có nhưng mà bạc thì không. Nhậu nhẹt thì thỉnh thoảng đi mới có, còn thuốc lá thì đặc biệt không, mình rất ghét thuốc lá. Không ngồi tôi cũng nghe thẹn gặp lá lạnh như ướp. Cái này là em bắt sống rồi anh ạ. Em thì em thích con trai mà biết về bên kỹ thuật á. Ví dụ như là điện nước ở nhà hư thì có thể biết sửa. Cái đó thì ok, dạ. Mình có cái tính là mình học lỏm rất là giỏi. Ví dụ như thấy người ta sửa cái gì đó, mình bắt chước là sau hư mình sửa được. Dạ. Còn riêng... mốt xe em thôi, anh nhớ sửa giùm em nha. Xe thì mình có lại, xe những cái đơn giản thì mình sửa được. Chứ còn ví dụ như máy móc ở đâu đó thì mình không sửa được. Dạ. Ví dụ mà kết hôn thì anh có nghĩ rằng là anh sẽ giúp vợ làm việc nhà không? Cái đó thì tất nhiên rồi, bây giờ là năm nữa mình đẳng mà. Ví dụ như là vợ giật đồ thì chồng lau nhà, hay là vợ làm cái nội chồng lau kia, mình chia sẻ nhau công việc thôi chứ. Cái đó thì mình không có quan niệm là vợ phải làm hết. Nói không kịp đếm luôn. Thôi hết giờ. Rồi và bây giờ là sau khi một cái 2 phút để trải nghiệm, bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và quyết định xem là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ nhấn nút nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, và ngược lại không đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 các bạn, Tết này gì vậy, gì ồn dữ vậy, cái cao thấp đâu quan trọng đâu, đúng không bạn? Dạ. Quan trọng rất là dễ thương. Quan trọng là hợp nhau và yêu nhau là được anh ạ. Hợp, bạn thấy hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Giờ còn rung nữa không? Dạ cũng còn rung. À,
Nhưng mà chúc mừng các bạn, Tết này dù sao đi nữa thì tôi nghĩ rằng hai bạn cũng có thể mua vé đi về chung Quảng Ngãi ha. Để có người tâm sự dọc đường mà biết đâu mình sẽ đi về quê với nhau. Ra duyên mình cưới nhau. Rồi, ra duyên anh cưới em. Chúc mừng hai bạn. Nếu mà có tương lai mà Bà Rịa Vũng Tàu phát triển hơn thì về đó làm được thì cũng có để suy nghĩ là về đó làm. Dạ. Vậy hẹn hò như thế nào? Mình ví dụ mình giờ hẹn hò đó, bạn ở Tân Phú, bạn gì ở đâu đó? Dạ em ở quận 5. Quận đấy. Dạ, hẹn hò sao? Thì hẹn hò thì đa số là rảnh là thứ chiều thứ bảy hoặc là chủ nhật thì chỉ có hai ngày đó, còn lại đa số là phải đi làm. Thì bên bạn nữ thì có thể là nêu lên cái thời gian hẹn hò thì mình có thể sắp xếp được. Theo em thì tuần hẹn mấy lần? Gì cười trời ơi. Tuần hãy biết đi, theo em thì hẹn ngày tuần mấy lần? Dạ em thì bữa tối thì em rảnh rồi đó, còn bạn nữ thì khi nào rảnh thì bạn nữ có thể cho mình cái địa điểm hay là thời gian để mình sắp xếp lại. Em có thích lãng mạn không? Dạ anh kém lắm. Kém lắm hả? Bạn lãng mạn hơi kém. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Dạ ngày hẹn đầu tiên chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài. Phim hài cũng thích hành động và hoạt hình. Vậy thôi chứ hoạt tình cảm mất công đi tắm mà. Cảm nhận về nhau. Nếu sau này hai bạn tiến tới hôn nhân thì ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì đa số là phụ nữ. Đa số phụ nữ người ta có cái biết chi tiêu, biết tính toán hơn. Thì phụ nữ sẽ là người nắm được. Rồi. Bây giờ ví dụ như hôm nay ngày đầu tiên gặp mặt em có nói cái lời gì đó nó tỏ tình với bạn gái, cảm xúc của em hiện tại bạn gái như thế nào? Thể hiện tình tim cảm có rung động hay không? Dạ tim thì rung hồi nãy giờ rồi. Tại từ lúc mà chờ em cũng rung rồi. Rồi bây giờ em tập trung nhìn vào bạn gái nè. Tới gặp bạn gái nè. Dạ. Nhìn bạn gái rồi thì em cảm giác tim mình nó còn rung hay không? Dạ gặp bạn gái thì tim nó rung hơn. Và không biết nói gì. Nhìn cổ, tập trung nhìn cổ, nói rồi, một câu gì đó. Dạ. Tình cảm. Anh đây. Nói về em nắm tay bạn á là như nắm tay bạn bè thôi đúng không? Dạ. Hôm nay lần đầu tiên hai người gặp nhau, hai người nắm tay cái đi. Chưa. Vậy đi giật tay lại. Chưa bấm chuông rồi. Làm gì gì rung chuông? Làm gì rung chương trình rung chuông vàng á. Rung chuông. Chưa rung chuông nhưng mà giờ anh muốn nắm tay. Anh nắm chặt tay của ấy. Rồi. Nắm chặt này. Được. Hả? Hả? Tay hai người lạnh quá. Lạnh quá hả? Thì nắm đi. Em cảm giác sao? Thì lạnh quá. Lạnh lời sao nữa? Lạnh quá thôi. Lạnh quá không sao nữa hả? Giờ đầu tiên thấy lạnh á. Thấy có điện chạy qua gì chưa, có rung gì chưa em người? Dạ rung, rung rồi, rung nãy giờ. Rồi bây giờ em nhìn thẳng vô mắt cô gái ấy đi. Mình sẽ có 30 giây không liếc đâu hết trơn á. Nhìn thẳng vào mắt cô gái ấy, nắm tay thật chặt và cảm nhận nha. Cảm nhận thật sự nha. Tất cả im lặng. 30 giây bắt đầu. Kiều cũng im lặng, không thở ra. Hết 30 giây. Rồi, cảm ơn em gái. Dạ. Có lẽ ngồi đi em, có lẽ đây là lần đầu tiên em nắm tay thật lâu người con gái đối diện đúng không? Dạ không. Ủa chưa đó, nắm tay người nào lâu? Bạn bè chơi mình nắm tay bình thường mà. Nhưng mà nắm tay bạn bè là nắm nhanh rồi buông ra chứ nắm lâu gì hả? Mình chơi trò chơi thì mình cũng phải nắm lâu chứ anh. Còn nãy giờ có chơi trò chơi không? Thì không, nhưng cảm giác thì nó phải tìm hiểu. Đúng rồi, nó khác đúng không? Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Câu hỏi khó quá. Hả? Câu hỏi khó quá. Đâu có gì khó đâu, mình cảm nhận sao mình nói vậy. Em mới là đang làm khó hay đó. Em mới đang làm khó. Bây giờ không, đó. Nó thật sự. Cái này anh em mình chia sẻ, đừng có ngại chứ á, có anh đấy mà. Mình nắm tay để rồi mình nhìn cô gái ấy. Mình có cảm xúc gì không? Dạ, có chứ. Có hả? Cảm xúc sao em? Thấy sao? Dạ, vui. Vui. Vui thì nhiều người vui lắm. Dạ, vui rồi hồi hộp. À, được. Dạ. Tim mình. Có rung động đập nhanh. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ thích. Được rồi.
rồi thì chứ không biết không, sao bây giờ trước khi tiến hành bấm nút mỗi người nói nha một câu nha. Em gái nói trước từ đi, trái tim của mình. Em gái nói trước đi. Nếu như mà anh em bấm nút ngày hôm nay á thì em hy vọng là anh có thể trở thành một chỗ dựa vững chắc cho em sau này. Anh thì muốn hôm nay chúng ta lên đây thì cho nhau một cơ hội để nắm để tiến tới tương lai xa hơn. Rồi. Cô gái nói một câu rất ý nghĩa nha. Nếu như chúng ta bấm nút thì anh sẽ là một bờ vai vững chãi cho em dựa. Cố gắng mạnh mẽ lên. Vững, rất vững. Vững ra. Thôi lúc lắc chút thôi. Vững vai ra. Nha. Căng vai ra cho cô gái dựa. Và hãy cho nhau cơ hội. Anh thấy chàng trai cũng rất dễ thương đó em dễ gái. Dễ thương lắm đó. Dễ thương lắm đấy. Chưa bao giờ có một tình yêu chưa biết nụ hôn là gì, cũng chưa có cảm xúc trước nhưng nụ hôn khác nhau. Rất thật thà và thành thật. Thành thật lắm ấy. Không phải tay em là bàn tay đầu tiên anh ấy nắm. Biết đâu một lát nữa nụ hôn sẽ là nụ hôn đầu tiên. Không, nụ hôn là chắc chắn rồi còn bàn tay. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Nào, hãy để tay nút bấm. Lắng động lại, lắng nghe nhịp đập trái tim mình, kiểm tra lại cảm xúc của mình xem là mình có rung động, có xao xuyến với người đối diện hay chưa. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân, chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một, hai, ba. Hết thời gian. Wow. Hồi hộp quá. Sao em? Rồi bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Bây giờ đã bấm nút hẹn hò rồi đó, nắm tay đi em. Nào hãy nói mạnh mẽ lên anh trai. Nắm tay đi. Dạ gì? Nói gì anh? Em hãy đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xén quá. Xén quá. Thì em nói sao mà cô đưa tay vậy thì em làm đi. Nói sao làm đi chứ. Thôi anh Nguyễn Linh kêu nắm tay thì... Nguyễn Linh kêu gì đây trời? Nguyễn Linh kêu trời cũng như không. Không có anh Nguyễn Linh rồi sao? Lúc đó anh sẽ nói. Thì giờ coi không anh với các tự nói đi. Tự nhiên anh Quỳnh Linh kêu nắm tay em. Em cũng biết nói gì sao. Cho anh nắm bàn tay em nha. Cho anh nắm bàn tay em nha. Dễ thương quá. Cho anh hôn lên má em nha. Tiếp tục lại gì nụ hôn đầu tiên. Có những cái dàn dữ gì lắm chưa? Chị gái, em gái thì chị hôn đi. Nụ hôn đầu tiên đấy. Nào, hãy hôn làm sao? Dạ, hôn sao? Hôn sao trời ơi? Hôn sao biết hôn sao? Hôn đi. Không, dạ. Em gái. Nào. Hỏi ý kiến bạn gái đi, hỏi bạn hôn sao em chỉ anh với. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má nha. Ừ, chứ hôn đâu? Chứ hôn đâu? Nào. Hôn tay nữa sao? Hôn má, hôn má. Nào. Chưa, để nguyên chưa? Để lâu lâu chưa, nụ hôn đầu tiên mà. Nào, để lại. Để nguyên nha. Hay trời chói luôn rồi. Lên đằng xong hả? Đừng xỉu nha cưng. Đừng xỉu nha. Không nói thiệt nha, sao thấy sao mà cứ như hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Cảm giác đầu tiên sao anh trai? Dạ. Thấy hồi hộp. Hồi hộp nữa hả? Dễ thương quá à. Chắc yêu nha, chắc phải tôi đi theo quá. Không chàng trai, chắc là chân thành, rất là dễ thương. Thật sự đó nha. Anh nghĩ rằng là anh này là một người rất ok đấy. Quan trọng là em hãy hướng dẫn cho anh ấy để anh ấy biết yêu và biết hôn nhá. Dễ thương lắm. Chúng tôi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Đi coi phim tình cảm nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Máy nước nóng hiệu Sơn Tông. Máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn sẽ sớm tiến đến hôn nhân. Báo tin vui cho chúng tôi. Dạ vâng, em cảm ơn. Cặp cố gắng đi, mạnh khỏe lắm. Một cầm cái đó một tay thôi, một tay nắm tay bạn gái đi xem phim. Không buông tay ra nha. Té gì? Ai té? Em té. Nắm tay đi đưa bạn gái xem phim. Không buông ra. Để tay rồi. Hết thì cũng bằng mọi giá nắm vô. Bạn cũng hết tay luôn rồi. Nắm bên đây. Cho đi xuống đi anh. Trời ơi, cho đi xuống. Mắc cỡ quá. Nhớ chị dạy tình yêu chút xíu cho bạn ấy nha. Nào. Trời đất ơi. Dễ thương quá.
Ôi thiệt tình. Đấy quý vị thấy đó, có những người thật sự họ nhút nhát, họ không gọi là rất là gọi là ngại khi mà đứng trước một người phụ nữ. Chính vì thế nên tôi nghĩ rằng đã đến lúc phụ nữ cũng phải bùng lên, phụ nữ cũng phải là những người chủ động trong tình yêu. Bây giờ nam nữ bình đẳng, bình đẳng rồi đâu lo gì đâu, đúng không? Hôm nay chúng tôi rất là vui khi mà kết hợp được hai cặp đôi, thưa quý vị. Cặp đôi đầu tiên rất là khó, ca thứ hai cũng khó như ca đầu tiên. Nhưng cuối cùng họ đã đồng ý bấm nút hẹn hò. Một tràng pháo tay chúc mừng cho họ.